Vâng, xin kính chào quý vị. Cùng quay trở lại với kênh Bất Sản Văn Trung, đất vườn Hòa Hiệp. Nay chúng giới thiệu đến quý vị anh chị một lô đất vườn tọa lạc tại xã Hòa Hiệp. Ở đây là thuộc ấp Phú Tài quý vị nhé. Đây, giới thiệu quý vị trước, con đường này là đường thông trục đường về Tân Lâm, tỉnh lộ 328. Qua đây là về hướng này là tỉnh lộ 329. Còn quay ngược lại cái phía bên này là tỉnh lộ, về đây là qua tầm khoảng 4 cây số nữa là về 328 thuộc xã Tân Lâm. Đây là đường điện ba pha đi ngang cái con đường này quý vị nhé. Thì giới thiệu đến quý vị, ở đây có lô đất này diện tích 2 mẫu 7 và đang được chào bán mức giá là 2 tỷ 8 cho một mẫu. Thì dưới kia cái chỗ mà xe lưu đấy thì có một con đường người ta đang lưu ngang vào, có nghĩa là người ta lưu, người ta làm ngang chiều ngang vào đường đấy là được 140 m mặt tiền đường đấy nữa. Thì nó có hai mặt tiền, mặt tiền đường này, đường cập theo đây thì được khoảng 160 m cái mặt tiền đường này, trải dài mãi lên tới chỗ kia, đây chỗ cái biển báo vàng đấy thì mới hết cái lô đất 160 m. Mức giá là 2 tỷ 8 cho một mẫu. Giấy tờ thì nói chung là sổ sách biên nhận thôi quý vị nhé. Vì ở Hòa Hiệp này toàn bộ khu vực này toàn giấy biên nhận hết. Ngày trước là nhà nước cấp cho cái khu vực này là đất khai hoang. Nhà nước cấp cái biên nhận trước để quyền sử dụng đất và có thể vay mượn được bên ngân hàng luôn. Thì sau này họ sẽ bên nhà nước họ sẽ ra sổ, làm sổ cho dân cư đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ nhận sổ. Khoảng như nghe nói sẽ có chủ trương ra sổ là khoảng 2021. Thì còn bây giờ hiện tại là quyền sử dụng đất là giấy biên nhận chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc ấp Phú Tài, xã Hòa Hiệp. Thì đấy, quý vị mua lô đất này có điện ba pha kế bên luôn, có thể làm trang trại hoặc là làm những cái xưởng công ty hoặc gì đấy thì cũng ok. Giáp cái mặt đường 9 m là đường hiện hữu sẵn có luôn, thì ba pha sẵn có đầy đủ hết luôn. Dưới còn có mương suối chảy trước mặt, sau cũng có một con suối. Ở đây là cái mương thôi, ở đây là con mương rất là dài. Thì phía sau hông đất mình có một con suối nó chảy quanh đấy quý vị nhé. Thì Văn Trung không quay cái con đường phía dưới kia nữa vì Trung còn tiếp tục đi quay bên Tân Lâm. Thì đấy, giới thiệu sơ qua cho quý vị biết là như thế. Ở phía dưới này còn có một con đường đi ngang vào đất mình luôn, ở 140 m. Để hai cái con đường này là cộng lại là khoảng hơn cỡ 300 m mặt tiền quý vị nhé. Đấy, thì đất đai giấy tờ là ok, được nhà nước chứng nhận quyền sử dụng đất trên giấy biên nhận, sau này sẽ ra sổ. Quý vị anh chị nào thấy lô đất này hợp lý liên hệ ngay cho tôi. Mức giá là 2 tỷ 8 cho một mẫu. Thuận tiện để mình làm, nói chung là năng lượng mặt trời hoặc là các công ty thì ở đây là ok luôn. Đấy. Rồi, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Đây thì tiện thể là Văn Trung cố gắng đi quay con đường phía dưới cho quý vị xem luôn nhé.
Đây là được hơn 100 mét mặt tiền đường này nữa. Đấy, xe lưu họ đang lưu ở phía trong kia nhé. Đấy quý vị tham khảo thấy nhu đất này hợp lý liên hệ ngay cho tôi. Xin được nhắc cho quý vị các anh chị biết, từ đây mình lên tới Sài Gòn thì cỡ 100, hơn 100 km, cỡ 101, 102 gì đấy thôi. Cách ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp thì khoảng cỡ 4 cây rưỡi là tới đấy. Rồi cách Phước Bửu thì khoảng 20 cây. Đấy, lô đất mình là đây có con đường bên hông này luôn quý vị nhé. Đây có một con đường bên hông này đi vào khu dân ở trong đây. Vậy là lô đất này là 3 mặt tiền thôi. Đấy, hết tràm này. Sâu vào hơn 100 mét. Chiều ngang 160 mét. Đấy, quý vị có nhu cầu mua một lô đất ở xã Hòa Hiệp này thì hãy liên hệ cho tôi. Số điện thoại là 0786596778. Tôi sẽ để bên phía dưới phần mô tả. Rồi, xin kính chào quý vị, xin khép lại cái video.